Hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến. Hôm nay mình đi công chuyện, lo công chuyện và mấy anh em tới giờ ăn trưa ở trên Bảo Lộc, cho nên rủ nhau đi ăn. Đây là cái nhà hàng Bách Thủy. Việt Nam công nhận cuộc sống nó yên bình giả ăn. Về thấy người dân người ta ăn lên làm ra thấy ham thiệt chứ. Ai cũng lo phấn đấu để đặng mà có cuộc sống. Tiền quá ha. Wow. Đẹp mặt. Oh wow. Khí hậu mát mẻ ha. Dân này thích nhất là cái khí hậu. Bảo Lộc là chỉ có vậy thôi. Nè, nó nhìn nó tự nhiên ghê. Wow. Cái nhà hàng gọn thì dễ sợ luôn, nhìn nó tự nhiên lên, nó mỗi phòng ốc ăn uống mè đúng là Việt Nam. Như vậy mà bỏ quê hương ra đi, tôi thấy những người nào bỏ quê hương ra đi một sự sai lầm, tội nghiệp cho những người giờ qua bên đó xứ người, giờ về cũng đâu có được đâu. Hỏi chứ quê hương đất nước đẹp như vậy, tôi mà còn bỏ về mà. Có người lại bỏ đi, tiếc thật là tiếc. Cuộc sống làm ăn nên làm ra ở Việt Nam là số 1. Thôi mình like để anh chị các bạn thấy. Đây là cái nhà hàng đó anh chị các bạn. Cái nhà hàng. Nhà hàng đẹp thật. Là mình chỉ quay mới có một góc bên ngoài phía sau thôi á. Chứ có đi góc trước đó. Thôi mình chào anh chị các bạn nha. Tại gặp mấy anh em đối tác làm ăn thì trong công chuyện thì cứ kéo nhau đi ăn rồi. Có lệnh mình xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye.